Đây mọi người nhá. Đó, mùa đông này thì rất nhiều người hay bị khô môi này. Thì ngày hôm nay thì em sẽ bôi trực tiếp trên môi của bé nhà em. Bây giờ thì nó chưa thực sự là hanh lắm nên là môi nó vẫn chưa khô hẳn. Nhưng mà nếu như mà vài bữa nữa hanh hẳn thì nó sẽ rất chi là khô. Bôi ở trên môi của em thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Nhưng mà em muốn bôi trực tiếp trên con của em, tại vì em muốn chứng minh cho mọi người thấy đây là sản phẩm cực kỳ tốt và con em đã dùng, cả nhà em đều tin dùng nhá. Đó, nào con ngẩng lên. Đây nhá, mọi người nhìn. Mắm. Ui dồi ôi. Thích thế à? Đấy, bôi xong mọi người nhìn thấy nó rất chi là bóng môi. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Môi bóng chưa? Đấy, trời ơi, quyến rũ chưa?